Chào mừng quý vị và các bạn đến với tin nóng Euro 2024. Sau đây chúng ta cùng điểm qua một vài trận đấu đáng chú ý vừa mới diễn ra. Unai Simon lại sai lầm và gây tranh cãi vì từ chối bàn thắng Croatia. Đêm qua, Tây Ban Nha đã nhấn chìm Croatia 3 bàn không gỡ ở trận đấu đầu tiên của bảng B, vòng chung kết Euro 2024. Phút 29, hàng thủ Croatia để Alvaro Morata thoát xuống, đón đường chọc khe của Fabian Ruiz trước khi dứt điểm lạnh lùng, mở tỷ số. Đến phút 32, mảnh lưới của Livakovic rung lên lần thứ hai. Ba cầu thủ Croatia che chắn nhưng vẫn để Fabian Ruiz qua mặt. Tiền vệ đang khoác áo PSG thoải mái tung cú sút chéo góc, nhân đôi cách biệt cho Tây Ban Nha. Trước khi hiệp 1 khép lại, Croatia thủng lưới lần thứ ba. Dù có gần như toàn bộ quân số trong vùng cấm, đội bóng áo đỏ, trắng để Dani Carvajal nhòi người dứt điểm tung lưới Livakovic sau pha treo bóng của sao trẻ Lamine Yamal ở phút 45+2. Và khi mọi thứ rơi vào bế tắc, phút 78, thủ môn Unai Simon đã mắc sai lầm khiến Rodri phải sửa lỗi bằng pha phạm lỗi với Petrovic trong vòng cấm, phải nhận thẻ vàng. Nhưng ngay cả khi có cơ hội từ chấm 11m, Petrovic vẫn không thắng được thủ môn Simon. Bóng bật ra, ở tình huống 2, Perisic đã chuyền bóng cho Petrovic ghi bàn. Tuy nhiên, trọng tài sau khi tham khảo VAR đã không công nhận bàn thắng của Petrovic do bắt lỗi cầu thủ Croatia đã xâm nhập vòng cấm trước khi Petrovic thực hiện quả đá phạt đền. Thua chung cuộc 0-3, Croatia phải thắng đội bóng được đánh giá yếu nhất bảng là Albania ở lượt trận thứ 2 bảng B diễn ra lúc 20 giờ tối ngày 19 tháng 6 tới mới có thể duy trì cơ hội đi tiếp. Cầu thủ Albania đi vào lịch sử Euro sau bàn thắng vào lưới Italia, ý ngược dòng giành 3 điểm. Bị đánh giá thấp hơn nhưng Albania gây bất ngờ với bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm vào lưới Italia. Khi bóng mới lăn được 23 giây, tiền vệ Nedim Bajrami đã sút tung lưới Donnarumma mở tỷ số trận đấu. Xuất phát từ pha ném biên không tốt giữa Federico Di Marco và Bastoni, Bajrami gây áp lực và cướp bóng thành công. Cũng chính cầu thủ mang áo số 10 đưa bóng vào lưới trước sự bất lực của hàng thủ đội đương kim vô địch Euro. Bàn thắng này chính thức đưa Nedim Bajrami trở thành kỷ lục gia mới của một kỳ Euro. Cụ thể, tiền vệ thuộc biên chế Sassuolo chính là người ghi bàn thắng nhanh nhất lịch sử Euro. Như vậy, Bajrami phá sâu kỷ lục tồn tại 20 năm của Dmitry Kirichenko của đội tuyển Nga trong trận đấu với Hy Lạp. Khi đó, cựu cầu thủ đội tuyển Nga có bàn thắng sau 67 giây ở cuộc so tài kể trên trong khuôn khổ Euro 2004. Ngoài ra, Bajrami cũng mới là cầu thủ thứ hai ghi bàn cho Albania ở những giải đấu quốc tế, tính riêng vòng chung kết. Trong lịch sử, Albania mới có một lần dự Euro năm 2016 và người ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên cho họ là Sadiku vào lưới Romani trên đất Pháp cách đây 8 năm. Bị thủng lưới trước, Italia không nao núng khi dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Sau những nỗ lực hãm thành, Italia đã có được điều mình cần với bàn san bằng tỷ số của hậu vệ Bastoni sau pha không chiến dũng mãnh ở phút 11. Chưa đầy 5 phút sau, các cổ động viên Italia tiếp tục có thêm cơ hội được ăn mừng bàn thắng với pha lập công của tiền vệ Nicolò Barella sau một pha dứt điểm quyết đoán ở sát vòng 16m50. Tỷ số được nâng lên 2-1 cho đội đương kim vô địch Euro. Dẫn ngược lại đối thủ, đoàn quân của Spalletti càng chơi càng hay. Họ liên tiếp dồn ép Albania để gia tăng khoảng cách. Các chân sút áo xanh lần lượt thử tài thủ thành bên phía đối thủ, song chỉ dừng lại ở mức cơ hội, trong khi đó Albania chỉ có một vài tình huống đáp trả yếu ớt. Trái ngược với hiệp 1 bùng nổ thì hiệp 2 lại có phần trầm lắng hơn. Không muốn thua ở ngày ra quân nên Albania cố gắng dâng cao tấn công nhưng vấp phải hàng thủ chơi mưu mẹo, tỉnh táo và tập trung của Italia. Trong khi đó, Italia cũng có một vài tình huống tấn công nguy hiểm lên phía khung thành của đối thủ. Thế nhưng sự vô duyên của các chân sút áo thiên thanh đã khiến họ không thể một lần xuyên thủng mảnh lưới đối thủ, qua đó khép lại trận thắng chung cuộc với tỷ số 2-1. Ngược dòng bất thành, Hungary thua Thụy Sĩ đầy tiếc nuối. Trận đấu được xem tranh vé nhì bảng A diễn ra sôi động ngoài dự kiến với chiến thắng 3-1 của Thụy Sĩ trong bối cảnh Hungary không thực hiện nổi màn ngược dòng ở nửa sau của trận đấu. Chỉ sau 12 phút, tuyển Thụy Sĩ đã có bàn mở tỷ số sau một pha phối hợp đơn giản nhưng hiệu quả. Ebischer chọc khe tinh tế cho qua Udua băng xuống dứt điểm đánh bại thủ thành Gulaksi. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, chính Ebischer nâng tỷ số lên 2-0 phút 45. Lần này, anh tung ra cú cứa lòng hiểm hóc từ ngoài vòng cấm. Sau nhiều tình huống sóng gió thì đến phút 66, họ cũng có được bàn rút ngắn tỷ số. Đội trưởng Szoboszlai tạt bóng khó chịu, đặt Barnabas Vaga vào thế thuận lợi để đánh đầu tung lưới Jan Sommer. Cuối cùng, Thụy Sĩ mới là đội có thêm được bàn thắng trong bối cảnh Hungary nôn nóng. Tận dụng đường chuyền sai của hậu vệ đối phương, Embolo đã tâng bóng tinh tế qua đầu thủ môn Hungary ấn định tỷ số 3-1. Với kết quả này, Thụy Sĩ vươn lên đứng thứ nhì tại bảng A Euro 2024. Chơi có trách nhiệm, chọn nơi uy tín. Truy cập hete.isetkto, nhận ngay 50k miễn phí trải nghiệm.